đình Minh Ngọc chào đón quý vị khán giả đang đến với Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đồng hành cùng Minh Ngọc trong số phát sóng lần này, xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay. Xin chào cô. Vâng, xin chào Minh Ngọc, xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa cô, ngày hôm nay thì mình sẽ cùng trò chuyện về chủ đề chảy máu cam. Nhưng mà trước hết thì Minh Ngọc xin mời cô và quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đi vậy cho biết tao giận á. Mày làm gì vậy? Mày dửng dưng chứ cái nét giận của tao hả? Mày giận, giận cái mắt nó tới tao. Nghĩ sao vậy? Dắt tao đi ăn cái tiệm gì mà nó dở, mà nó mắc, mà nó không có ngon gì hết trơn. Vì cái tiệm đó bạn tao mới mở, ai biết đâu tiệm đó nó dở đâu. Mày nhắn nó, ngày mai dẹp tiệm giùm tao một cái. Mày buôn bán cũng phải có tâm. Mình ăn thử trước đi, thấy ngon mình hãy bán cho khách. Tao nói thiệt nghe, tao á, cái quan niệm sống của tao á, bây giờ cho tao sống 60 tuổi thôi. 60 tuổi rồi tao chết cũng được. Thì tao có 30 năm để tao ngủ nè, 30 năm còn lại để tao hưởng thụ. Tao ăn uống cái gì là phải ăn đồ ngon, uống đồ ngon, đồ tốt. Mày nghĩ sao tốn thời gian, tốn tiền bạc, mình nhai nó cũng mỏi hàm chứ. Ăn cái đồ dở vô, mình thấy tiếc cái cuộc đời mình không? Thì tao mắc cười mày ghê á, thiệt á. Không ăn thì không biết, thì giờ ăn cho biết, biết rồi mốt đừng ăn. Trời đất ơi, mày giận tao ăn cái dở cái không ngon lành gì, giờ mày về rồi mày bán gì lớn tiếng. Tao lớn tiếng mày nào? Mày đang lớn tiếng với tao đó. Ông đâu nói vậy đó? Tao nói mày đang lớn tiếng với tao. Trời ơi, cậu rất là lớn tiếng. Lớn tiếng vô cùng tận luôn. Tôi đi ở ngoài đường đây nha, mà tôi còn nghe cái cậu, tiếng của cậu nó lồng lộng. Không nghe tiếng thằng Phát đâu, nghe toàn tiếng của con không đó Bảo. Trời ơi, hai mẹ con binh nhau. Giọng của con dày mà kêu là con lớn tiếng. Trời ơi trời, quá lớn tiếng. Thôi con đi rửa mặt đi con. Con không có lớn tiếng đâu má. Biết rồi, đi rửa mặt đi, mặt mày tèm lem kìa. Nó dẫn con đi ăn cái quán gì. Nè, sao xuống đi luôn đây, sao xuống đi cho tôi. Trời ơi trời. Đó, cô coi đó. Vậy mà nó nói lúc nào cũng lớn tiếng với con, trong khi giọng cũng nằm cũng mềm mỏng, dễ chịu. Trời ơi, cái giọng nghe thấy rìu á, muốn xé nát cái màn nhĩ người ta luôn. Đâu ra mà... Chưa chịu về nữa. Chết cha chết. Ủa vậy? Hả? Nhưng mà... Máu. Máu gì má? Ngửa ra. Chết rồi trời ơi. Chảy máu cam kìa. Chảy máu cam rồi. Trời ơi. À. Ngước mặt lên phía trước nè, đứng thẳng ngước lên phía trước nè, cho nó cái xuống gì? Hiểu không? Chúc cho nó xuống hết. Ủa da. Trời ơi, máu cam phải ngửa ra con. Phải ngửa ra để cho máu nó chảy ngược vô trong. Chảy ra gì hết máu chết làm sao. Trời đất ơi, hai mẹ con vấn đề âm thanh. Nó giọng tôi không lớn, nó giọng tôi lớn. Bây giờ không biết cái vụ này để tôi chỉ cho. Phải ngước lên này nè. Con đi đó. Sao? Trời ơi, sao lại ngửa ra con à? Đi ra má lấy cái mà, má lấy đồ cho. Con đã nói là ngước lên mới là đúng. Tại sao ngước lên đúng, phải ngửa ra. Ngửa ra nó không có khoa hảo. Trời ơi, phải ngửa ra. Ngược lên, tôi để tôi lên. Đây là đâu? Và tôi là ai? Con là Phát, con của má. Biết tại sao nó bị chảy máu cam không? Tại vì nó nổi giận. Trời ơi, con tôi sanh ra tôi cưng như cưng trứng, tôi hứng như hứng hoa. Tôi biết được cái tâm tánh của nó. Không bao giờ tôi để cho con tôi nó giận dỗi. Trong nhà này không ai có được quyền đụng tới cái cọng lông chân của nó. Nếu nó nổi giận lên là nó sẽ chảy máu cam. Mà ơi, chơi làm chi với để rồi nó chọc con giận, để rồi con chảy máu cam. Ý là đổ thừa là tất cả là tại con hả? Không tại con thì tại ai? Chịu căng thẳng cho nó đó hả? Chứ còn gì nữa? Xin lỗi à, nói thiệt á, cô là cô sinh ra nó thôi, còn cái người mà chơi chung là con nè, con gặp nó hằng ngày, nói chuyện với nó nè. Nó sao con biết hết, nói thiệt á. Nó sao, nó chảy máu cam á là không phải vì căng thẳng đâu, tại vì dùng chất kích thích. Cái gì con? Mày uống trà nè, mày cà phê nè, lâu lâu mày còn rủ tao đi nhậu nữa. Đó, rượu bia, không phải chất kích thích là gì. Hãy dừng lại, cảm ơn con đã báo cho cô biết là thằng Phát, con của cô nó sử dụng chất kích thích nha. Tới đây như là đủ rồi, để cho cái gia đình này yên. Gia đình này rất yên ấm, gia đình này không bao giờ lớn tiếng. Bắt đầu có con xuất hiện cái gia đình này, cho nên nó mới có những cái chuyện như vậy. Thôi, bắt đầu từ bây giờ xin con đừng qua đây nữa. Thôi đừng qua đây nữa. Thôi, để cho gia đình cô được yên.
Thôi tự nhiên con kêu được con Hoa. Mà bây giờ nó bệnh nó quản gì có cô tự lo. Con không cần phải lo nữa, không cần phải tâm sự với nó. Thôi rồi bây giờ con nghe theo lời cô, con đi về ngày hôm nay thôi. Nhưng mà ngày mai con qua chơi nữa. Không cần qua nữa. Không cần qua. Không cần. Không có mày là gia đình tao cũng đủ giải quyết tất cả những đúng sự rồi. Việc trong cuộc sống này rồi. Rồi. Mày cho tao xuất hiện tao không nói gì cũng được. Không được không. Mày đâu có dễ dàng vậy. Thiệt chẳng lẽ quỳ xuống ở đây chứ. Ba làm gì làm rối thêm mà người ta không cần mình nữa. Thôi đi về. Con nói rồi đó, ngày hôm nay con nghe theo lời cô con về đó. Nhưng mà ngày mai con cũng sẽ tiếp tục qua nha. Con chắc chắn con hứa. Cắt máu thề luôn rồi thiệt á. Nhưng mà con nói cho biết nè, là chảy máu cam nè, cái này là không phải là do căng thẳng mà dùng chất kích thích ha. Thứ hai đó là chảy máu cam không có được ngã ra sao mà phải ngước lên trên mới là đúng. Làm gì không có khoa học, người ta đã chỉ cho đúng rồi thì phải cho người ta qua chơi để cập nhật những thông tin chính xác chứ. Cứ vậy hoài à, về mét ba đi. Vâng thưa cô, riêng với Minh Ngọc thì Minh Ngọc vẫn chưa thật sự hiểu rõ tại sao chúng ta lại bị chảy máu cam ạ? Thực sự chảy máu cam á, nó rất là thông thường xảy ra. Ít nhất trong đời mỗi người cũng sẽ có một lần bị chảy máu cam. Chảy máu cam đơn giản chúng ta có thể hiểu nó chỉ là vỡ một cái mạch máu nhỏ ở cái đường mũi. Và các cái bệnh lý mũi xoang thông thường cũng có thể gây ra chảy máu cam. Tuy nhiên, cái dấu hiệu chảy máu cam có thể là dấu hiệu của một cái bệnh nghiêm trọng bên trong cơ thể. Những cái bệnh nghiêm trọng này có thể là bệnh về rối loạn đông máu, bệnh về huyết học, hay là người già, người cao tuổi bị xơ gan. Và khi mà tổn thương cái thành của mao mạch thì nó sẽ gây ra xuất huyết. Tùy mức độ, nếu mà chỉ là cái mao mạch nhỏ thì nó chỉ chảy máu cam chút xíu rồi nó tự ngưng. Còn đối với những cái loại bệnh như là rối loạn đông máu, hay là bệnh về huyết học, hay là bệnh xơ gan, nó làm cho cái thành mao mạch nó mỏng manh, tĩnh mạch nó dễ vỡ như vậy, thì nó có thể gây chảy máu nhiều hơn và nguy hiểm hơn. Trong cái trường hợp mà chúng ta thấy các cái tình huống của trẻ em, của người lớn, khi chảy máu cam một chút xíu rồi ngưng, thì chúng ta hiểu đó chỉ là một cái vỡ, cái mao mạch ở cái niêm mạc mũi. Và thường thì khi mà chúng ta bị chảy máu cam thì mình cần phải làm gì để sơ cứu ạ? Ngày trước thì khi mà Minh Ngọc đi học thì thấy có một số bạn chảy máu cam là sẽ bắt đầu nhét khăn giấy vào mũi rồi ngửa cổ ra. Thì cách này đúng không cô? Thực sự thì ngửa cổ ra là không đúng. Không đúng ạ. Cái điều đó thì không đúng, nó sẽ chảy ngược vào bên trong. Và có thể nó làm cho chúng ta hoặc là nuốt vào, hoặc là nó sẽ ảnh hưởng đến những cái cơ quan ở bên trong, trong quá trình nó chảy vào. Chính vì vậy đó, còn cái nút bằng cái khăn giấy cũng có thể. Tuy nhiên cái tốt nhất đó là chúng ta dùng cái ngón tay, chúng ta bịt cái bên mà nó chảy nếu chúng ta thấy rõ. Còn nếu chúng ta thấy không rõ bên nào thì chúng ta dùng cái tay chúng ta bịt luôn cái lỗ mũi. Bịt luôn hai bên và chúng ta phải thở bằng miệng. Dạ. Thì khi đó khi mà chúng ta bịt như vậy đó, nếu mà cái mao mạch nhỏ thôi thì chúng ta bịt một chút xíu cái tự nó sẽ lành. Và đồng thời chúng ta để cái người nghiêng về phía trước một chút. Một chút xíu cho nghiêng cuối về phía trước chứ không cần cúi xuống, nghiêng về phía trước một chút để chi vậy? Máu nó có chảy ra, nó chảy thông xuống và nó ra ngoài chứ nó không có chảy ngược vào bên trong. Bởi vì khi chảy ngược vào bên trong, ngoài cái chuyện là chúng ta sẽ nuốt máu vào bên trong, hoặc là nó lấp ở những cái vùng, hoặc là nó đưa những cái mẫu vật có cùng ở đây đi vào bên trong luôn, có thể gây viêm nhiễm bên trong luôn, thì cái điều đó là không nên. Và khi mà chúng ta bị chảy máu cam là sẽ có nhiều nguyên nhân dẫn đến. Vậy thì với những người lớn tuổi thì sẽ dễ bị hơn hay là những người trẻ tuổi sẽ dễ mắc hơn ạ? Cái này, cái chảy máu cam này thì không nhất thiết phải người lớn hay người trẻ. Người lớn thì đặc biệt có những loại bệnh của người lớn. Còn người trẻ thì lại có những cái bệnh đặc biệt người trẻ. Thí dụ như người trẻ mà bị thường xuyên các bị viêm mũi dị ứng, nó phải hắt xì, nó phải nhảy mũi liên tiếp, thì những cái hắt xì nhảy mũi đó tạo một cái áp lực, có thể nó làm vỡ các mao mạch. Hoặc là đối với những cái người trẻ nhưng mà có các bệnh về huyết học, các bệnh về máu, các bệnh liên quan đến tiểu cầu, thì nó cũng có thể làm cho cái thành mạch nó mỏng manh, nó dễ vỡ. Thì ở người trẻ cũng vẫn có thể có những bệnh thông thường là bệnh của tai mũi họng, hoặc là cái bệnh trong cơ thể nó gây ra chảy máu. Còn cái người cao tuổi thì có thể huyết áp này, có thể đái tháo đường, có thể bị các cái bệnh như ung thư, hoặc là cái bệnh như xơ gan cổ chướng, hay là bị một số cái loại bệnh về huyết học cũng giống như trẻ, hay là rối loạn đông máu, thì nó sẽ làm cho các cái thành mạch này nó yếu đi.
và nó dễ vỡ khi bất cứ có một cái áp lực nào đó. Như chúng ta hắt xì hay không cần áp lực, huyết áp hơi tăng nhẹ một chút, nó cũng có thể vỡ cái mạch này. Chính vì vậy, ở cái người trẻ mà chảy máu cam thì chúng ta thấy nếu mà chảy thường xuyên quá, ngày nào cũng chảy thì lập tức phải đi khám để xem coi là bệnh tại mũi hay là bệnh toàn thân. Còn người cao tuổi thì nếu có bệnh nền là cái loại bệnh như tôi vừa mô tả, như tăng huyết áp, như đái tháo đường, như bệnh thận mạng, như ung thư hay rối loạn đông máu, hay là bệnh viện huyết học, hay là bệnh máu không đông, vân vân. Tất cả những cái đó hay đang dùng các loại thuốc mà kháng đông thì có cái bệnh nền như vậy mà có chảy máu thì lập tức chúng ta phải đến bác sĩ để bác sĩ người ta sẽ có một cái cách dùng thuốc hoặc là dùng các cái kỹ thuật để giúp cho tránh cái trường hợp chảy máu này. Bởi vì cái chảy máu này có khi nó không cầm được, nó có thể gây ra những cái biến chứng nặng nề. Và trong câu chuyện của chúng ta thì có một sự tranh cãi nho nhỏ. Một bên thì nói là chảy máu cam là do căng thẳng mà chảy ra, còn một bên thì bảo là do sử dụng chất kích thích cho nên nó mới có chảy máu cam. Hai cách suy luận này có đúng không cô? Thực sự trong y khoa thì căng thẳng hay sử dụng chất kích thích đều không tốt cho sức khỏe nói chung. Hai cái này là hai cái nguy cơ, nó có thể gây ra nhiều cái loại bệnh. Tuy nhiên trong cái việc chảy máu cam thì chất kích thích có thể là gián tiếp, hay là căng thẳng cũng có thể là gián tiếp. Tuy nhiên cái căng thẳng nó có thể trực tiếp hơn một chút ở cái người có huyết áp cao. Khi mà căng thẳng quá, cái huyết áp nó tăng vọt lên và có thể nó làm vỡ một cái mạch máu nhỏ. Thì cái căng thẳng nó có thể trực tiếp hơn ở cái người có bệnh nền là huyết áp cao. Còn lại thì thường thường đó là cái yếu tố gián tiếp, chứ nó không trực tiếp gây ra chảy máu cam. Và thêm một lưu ý nữa dành cho các bạn nhỏ từ 3 đến 10 tuổi thì do các bạn còn quá nhỏ cho nên khi mà các bạn chảy máu cam á, thì gia đình thường rất là lo lắng. Vậy thì cũng sẽ sử dụng cái cách sơ cứu giống như mình vừa chia sẻ ban nãy đúng không cô? Thông thường thì chúng ta sẽ dùng chung một cái cách như vậy. Người lớn á, thì người ta hiểu biết hơn cho nên tự người ta có thể làm. Nhưng mà trẻ từ 3 đến 10 tuổi, các cháu nó năng động, rất nhiều khi thấy máu của nó rất là hoảng sợ, thì chúng ta sẽ làm cho cháu nó bình tĩnh hơn bằng cách thận trọng dè dặt và cho cháu nó ngồi trên một cái ghế có tựa vào trước ngực để nghiêng cái người ra phía trước. Và chính chúng ta là cái người sẽ chăm sóc, tức là chúng ta dùng cái ngón tay để đè lên cái bên mũi bị, hoặc là chúng ta bóp cái mũi đó, và càng bóp mũi thì nó bị chặn cái hơi thở thì nó sẽ sợ hãi hơn, thì sẽ hướng dẫn chặn cái này một chút xíu thôi thì để cho nó cầm máu lại, tức là trấn an, và con cháu hãy thở bằng cái họng của mình để giúp cho nó không có bị khó thở. Ngoài ra nữa đó thì có thể chăm sóc bằng cách là chúng ta dùng cái nước lạnh, nước đá lạnh, chúng ta chườm lên trên trán hoặc trên cái mũi hoặc là trên cái cổ, chứ không phải là chúng ta dùng để đưa vào bên trong. Chúng ta có thể chườm. Tất cả những cái thao tác mà chăm sóc này đó thì vừa giúp cho cháu nó bình tâm hơn và đồng thời nó cũng góp phần vào để nó làm cho nhanh chóng cầm lại cái chỗ máu chảy đó. Còn chế độ ăn thì mình cần lưu ý những gì để mình không bị chảy máu cam thưa cô? Cái chế độ ăn đó thì nó tùy thuộc vào bệnh lý. Nếu mà tăng huyết áp thì tuyệt đối muối, rượu, thuốc lá là chúng ta không dùng. Nếu đường thì là không ăn nhiều đường, hay là đối với các cái bệnh lý khác thì tùy theo loại bệnh mà sẽ có chế độ ăn phù hợp. Chúng ta nhớ rằng chúng ta uống nước đủ, ăn uống đầy đủ và kiêng thêm theo cái bệnh lý của mình để tránh các trường hợp có thể đưa cái bệnh nó nặng hơn. Chứ thực sự những cái thức ăn uống, người ta hay nói là những thức ăn cay nóng thì nó có thể làm cho nhiệt, và nhiệt thì có thể làm cho chảy máu ở vùng nào đó vân vân. Thì cái đó chỉ một phần đúng cho một số trường hợp của những người bệnh tăng huyết áp hoặc người bị đái tháo đường. Còn thông thường, thí dụ như các bệnh viêm mũi xảy ra nó làm vỡ các mao mạch thì cái chế độ ăn cũng không có quan trọng lắm trong cái chuyện phòng cái bệnh này. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về chảy máu cam. Và chúng ta sẽ còn nhiều điều chia sẻ cùng nhau trong những số phát sóng tiếp theo của Bí kíp Hạnh Phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn đến đây thì Minh Ngọc và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Bay xin chào và hẹn gặp lại. Con hay lấy tiền của má đi con. Má vui lắm con à. Thật sự là con cũng không muốn đâu, tại má năn nỉ má ép quá con lấy thôi. Bây giờ mày lấy không? Lấy chứ, vui vẻ gì nè. Con thương hiểu không? Trời ơi. Cảm ơn má.